chào quý vị. Hôm nay ngày mới, cũng kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Lại tiếp tục cuốn video mới. Hôm nay cũng chi tiết cho quý vị xem mấy tác phẩm bonsai đẹp, và cũng có giao lưu để chi tiết rõ ràng hơn cho quý vị xem. Đây xa xa đó là cây nguyệt quế. Dáng lắc này rất là khéo không quý vị. Cây này cao là tầm 1,5 m. Phần thân rất là to. Và phần dưới đó quý vị, phần rễ cũng rất là nhiều. Đây là trên một chiếc chậu 1 m. Chậu 1 m thì cái đường hoành rễ nè quý vị, nó tràm ra cũng gần hết chậu. Mà gốc nguyệt quế này thì rất là khéo. Đây những cái đường lắc nè quý vị. Đây những quấn ra những cái bánh chỏ này, rất là hay. Và rất là cây rất là lớn. Đây là hoành. Hoành cũng phải 3 tay đó quý vị. Nhưng mà cây rất là khéo và rất là già. Đấy. Phần bên này nó cũng lắc qua bên này, quấn một cái bánh chỏ trà. Và đi lên trên tay cành. Đây quý vị, xa xa là có cái bảng hiệu của nhà vườn. Đây quý vị. Quý vị nào yêu mến thì cứ thông qua số điện thoại. Tổng thể cái gốc nguyệt quế này rất là đẹp đó quý vị. Nói chung là tàn hoành là cũng trên bề ngang nó trên 1 m. Lên trên thì chia ra những cái chi, nó cũng rất đều và nó đầy đủ phần trên. Phần dưới gốc nè quý vị, có cho ra một cái đuôi. Đó, một cái đuôi nhỏ. Cây này rất độc đáo đó quý vị. Những cái đường cong, những cái đường lắc. Gốc nguyệt quế này khá là hấp dẫn. Đấy là tổng chiều cao trên 1,5 m đó quý vị. Cái phần cốt nó lắc rất là độc. Rất là to thân này quý vị, tầm 3 tay. Đấy. Thấy những cái điểm co nó quấn ra cái bánh chỏ nè quý vị, nó rất là khéo đó. Nó đi lên và những cái tay
thấy quý vị. Chi tàn rất đều. Đây là những thông số quý vị tham khảo. Đây, rễ rất là nhiều, đổ trải về bốn bên, gần kín cái mặt chậu 1 mét đó quý vị, những cái đường rễ đi ra. Đấy, những cái đường lắc rất là khéo. Dáng này nó cũng hiếm có đó quý vị. Nó lắc. Đấy, những cái cua gãy đó là cái những cái đoạn đó nó rất là đều. Rất đều nhau đó quý vị. Cây này rất là đẹp. Quý vị nào yêu mến thì cứ thông qua số điện thoại đó quý vị. Rồi, tiện thể là cũng chia sẻ và chi tiết cho quý vị xem cái gốc tùng La Hán. Gốc này cũng trên 1 mét chiều cao, tính từ mặt chậu. Đây quý vị, đang cho lọc rất là nhiều. Đấy, đây là phần gốc rễ đúng quý vị. Đây là hoành. Đấy, hoành cũng hơn 2 tây. Và cái phần chính giữa nó có 3 chi. Đó, nó có 3 chi và lên phần trên. Nên là phần trên đỉnh chủ. Cũng được kín bốn bên. Rất đẹp cho một cái gốc tùng La Hán. Đấy, lọc non ra rất là nhiều. Đó, nó tràm kín chậu 50. Cái phần rễ của nó đó quý vị. Đây là chậu 50. Chiếc chậu cũng khá là hấp dẫn. Đó là những tay cành. Thì gốc nó cũng lắc nè quý vị. Lắc cũng rất là khéo. Đấy, tổng thể từ bên dưới lên trên đó quý vị xem. Đang cho lọc non rất là nhiều. Chi rất là đều đó quý vị. Đó, chi dưới rất là đều. Tùng này rất là đẹp đó quý vị. Đấy, quý vị nào yêu mến thì cứ thông qua số điện thoại. Đây là giao lưu về giá cả. Đầu xuân, gốc tùng cho lọc rất là nhiều. Rất là đẹp không quý vị?
đây để chia sẻ thêm một gốc lộc vân cũng tầm cỡ nhỏ. Gốc này chiều cao tầm khoảng 90 phân tính từ mặt trầu. Đây. Đó. Chi tàn rất là đều. Phần gốc này rất là cầu kỳ. Chậu này chậu chiều dài chậu 60. Nhưng mà gốc nó cũng tràm kín hết đâu quý vị. Đấy, rất độc đáo. Gốc này nó lùng lực lại đó quý vị. Rất là đẹp. Quý vị nào yêu mến gốc lộc vừng này thì cứ thông qua số điện thoại. Cái dàn bệ dưới rất là to luôn quý vị. Trải ra kín hết. Hình như là nó chật chậu rồi. Chậu này chậu dài 60. Ngang chắc ngang 40. Ngang 40. Cũng kín hết đó quý vị. Gốc lộc vừng này cũng khá độc đáo. Đây quý vị. Đấy, phần trên được chảy chuốt lên trên cho ra những cái tay cành khá là đẹp. Vậy chứ gốc rất là già đó quý vị. Đây, mua rất là to. Đây trên phần thân. Tầm phải hơn 3 tay đó quý vị. Những cái đường nét bên trên đây đó quý vị xem rất là đẹp. Cái chiều ngang của tàn là trên 1 mét, chiều cao thì chắc cũng tầm là tầm 90 1 mét. Đây quý vị. Rất là đẹp, những cái đường rễ đi xuống. Và chiếc chậu này nó chật rồi đó quý vị. Nó thuộc hàng bonsai, rất độc đáo. Trong cây này nó cũng đủ hết chi tàn và gốc rễ. Cây này chiêm ngưỡng nhìn ngắm rất là thu hút. Đấy, nó rất là lùng lực. Rất là đẹp. Rồi, để chi tiết lần nữa cho quý vị xem. Và cũng để kết thúc cuốn video này, một lần nữa cũng chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video.
và nhớ nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem nhiều video mới nhất. Và năm mới cũng kính chúc quý vị được an khang, rồi cũng hẹn lại quý vị video tiếp theo. Rồi, xin chào.